Sáng 23 tháng 7, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh và công ty tài chính FF Credit tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng địa phương tổ chức trao tặng 20 suất học bổng với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho 20 em học sinh vượt khó học tốt của trường tiểu học, trung học cơ sở Phước Thiện. Đây là phần quà có ý nghĩa thiết thực để giúp các em có cơ hội được tiếp bước đến trường, phấn đấu hơn trong học tập. Cùng với đó, ban tổ chức tặng một tủ sách yêu thương với 500 cuốn sách dành tặng cho học sinh cấp 2 như các vở sách về sách kỹ năng, sách truyện, sách văn học do nhà xuất bản Kim Đồng tài trợ trị giá hơn 22 triệu đồng, cũng như trao tặng 200 chiếc áo ấm mới cho học sinh tại địa phương. Hôm nay em đến nhận học bổng thấy rất là vui. Nhờ số tiền này sẽ giúp con học tập tốt hơn. Con thấy rất là vui khi nhận được học bổng, con có điều kiện học tập tốt hơn. Trong chuyến công tác tại địa phương, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổ chức thăm khám sức khỏe chẩn đoán như bệnh lý đa khoa gồm có tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm phế quản, trào ngược dạ dày, thực quản. Đặc biệt chú trọng các bệnh lý về da liễu như viêm da cơ địa, mày đai, viêm da tiếp xúc để giúp người dân biết được tình hình sức khỏe hiện tại và có hướng điều trị kịp thời. Sau khi được thăm khám phát thuốc miễn phí, người dân được đoàn trao tặng phần quà nhu yếu phẩm gồm có đường, bột ngọt, nước mắm, trứng, gạo, khẩu trang y tế với mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Tổng số 300 suất quà đã được trao tặng đợt này. Cảm ơn hết tất cả các đơn vị hảo tâm về xã, tài trợ rồi quan tâm cho những người gia đình khó khăn rồi này kia, những người lớn tuổi rồi này kia. Tôi thấy rất là phấn khởi, đảng và nhà nước, các đoàn thể quan tâm đến chúng tôi, là chúng tôi rất là cảm ơn. Cũng tại đây, ban tổ chức trao tặng đồn biên phòng Phước Thiện một máy photocopy và một máy in màu để động viên cán bộ chiến sĩ nơi đây thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên địa bàn Bù Đớp, Bình Phước. Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phước Thiện đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Thúy, là con gái lớn của liệt sĩ Hoàng Thị Kim ở ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước, để hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà trị giá 30 triệu đồng. Liệt sĩ Hoàng Thị Kim đã chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tổ chức thế này tôi thấy rất là vui, xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, đặc biệt Báo Sài Gòn Giải Phóng và Bộ Biên phòng đã kết nối, đem đến những phần quà cũng như đem đến tình cảm và những giá trị về tinh thần cho người dân địa phương để xây dựng cái xã Phước Thiện chúng tôi, cố gắng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới.